Bảo Trân rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Mẹo Hay Cho Bạn. Kính thưa quý vị, đã bao giờ quý vị thắc mắc về những dãy số được in trên tem dán của các loại trái cây mang ý nghĩa gì? Ngay bây giờ hãy cùng Bảo Trân tìm hiểu về điều đó. Trái cây có tem dán bắt đầu bằng số 8 nghĩa là gì? Nếu bạn bắt gặp một loại trái cây có tem nhãn dán với 5 chữ số và bắt đầu với chữ số 8, thì điều đó có nghĩa đó là một sản phẩm của GMO, có nghĩa là biến đổi gen, một loại chuối thông thường có mã là 4011. Nhưng nếu đó là 84011, thì có nghĩa là loại chuối đó là chuối đã biến đổi gen. Vậy những mã code bắt đầu bằng những con số khác thì mang ý nghĩa gì? Các loại trái cây có mã số với 4 chữ số và bắt đầu với chữ số 3 và 4. Những loại sản phẩm này không bị biến đổi, được gieo trồng một cách tự nhiên và được phun xịt với các chất hóa học bảo vệ thực vật. Vì vậy, nên lưu ý ngâm và rửa kỹ nhiều lần dưới vòi nước mạnh hay gọt bỏ vỏ trước khi ăn hay chế biến các loại trái cây hay thực phẩm này. Nếu mã số trên sản phẩm mà bạn đang có ý định mua có 5 chữ số và bắt đầu bằng chữ số 9, thì đó là một sản phẩm 100% hữu cơ và không hề có bất cứ một loại thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật hay bất cứ hóc môn tăng trưởng nào. Đây là những loại hoa quả thực phẩm sạch. Vậy là với những lưu ý vừa rồi, quý vị đã có thể hiểu thêm về ý nghĩa của những dãy số được in trên tem dán rồi đúng không nào? Tiếp theo chương trình, hãy cùng Bảo Trân thực hiện tái chế những vỏ chai nhựa thành hộp đựng bút tiện dụng. Để có thể làm được một chiếc hộp bút tiện dụng, bạn chỉ cần chuẩn bị 2 vỏ chai nhựa, 1 dây kéo, 1 súng bắn keo silicone, 1 cây kéo, 1 cây bút lông, những miếng sticker xinh xắn, bây giờ thì cùng bắt tay vào làm thôi. Đầu tiên, hãy dùng bút lông đánh dấu lên vỏ chai nhựa, phần vỏ chai muốn loại bỏ. Sau đó, dùng kéo để loại bỏ chúng đi. Tiếp đến, cố định dây kéo vào miệng vỏ chai nhựa bằng keo silicone, sao cho mặt kéo hướng ra ngoài. Thank you.
Tiếp đến, cố định phần vỏ chai nhựa còn lại vào dây kéo bằng keo silicone. Như vậy là chiếc hộp bút đã được hoàn thành rồi. Công đoạn cuối cùng là trang trí cho chiếc hộp bút này trông thật đẹp mắt hơn bằng những sticker xinh xắn. Hy vọng là với mẹo hay vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thể tự biến những rác thải xung quanh mình trở thành vật dụng hữu ích trong cuộc sống. Mẹo hay vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay và hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.